hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện, rồi hộ trì vân pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, tiểu bình dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Mô Phúthaya, đây là chương trình Phật pháp Phúthathamma trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Thanh Thủy thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Maccima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích, tỳ kheo Gác Đẳng, bài 39, Đại Kinh Sớm Ngựa, Maha Asapula Sutta, phân đoạn 175 đến 177 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh thành Thọ Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, lần thay chúng con kính tri ân thượng phẩm minh hạnh. Con xin điên huyết cho Thanh Thủy. Cha sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ
là kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bài học hôm nay. Giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya bài 39, Đại Kinh Sớm Ngựa Maha Asavusra Sutta phần đoạn 175-177 do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, Tỳ Kheo Giác Đẳng chú thích và được Đại Đức Pháp Tính giảng giải. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, khi nói đến sa môn là một danh từ mà chúng ta nghe rất là quen thuộc ở trong kinh điển. Khi nói đến hội chúng sa môn và la môn, người ta cũng ngoại đạo gọi Đức Phật là sa môn Gotama. Và các đệ tử, các tỳ kheo đệ tử của Đức Phật thì người ta gọi là các sa môn đệ tử của sa môn Gotama, hay là các sa môn thích tử. Đức Phật không có phủ nhận cái từ sa môn người ta gọi cho Ngài hay đệ tử của Ngài, nhưng Ngài muốn minh định ý nghĩa sa môn cho nó chính xác. Ngài đã dạy cho các đệ tử phải hành cái pháp tác thành sa môn. Và trong bài kinh Đại Kinh Sớm Ngựa hay là Mã Áp Đại Kinh, Đức Phật đã dạy cho những pháp tắc thành sa môn đó. Hôm nay thì chúng ta chỉ học có 6 pháp thôi, tức là thành tựu tam quý. Có thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh. Lương mạng thanh tịnh thu thúc lục căn, sống tỉnh thức phương vân. Hôm nay thì chú bài kinh có đến 13 pháp, nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học có 6 pháp đầu. Tức là 5 pháp được xem như là đời sống chánh hạnh và thu thúc lục căn. Gọi là hộ trì các căn. Bài kinh hôm nay chúng ta, đoạn kinh hôm nay chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tính giảng sư trong ngày
thì giảng giải ý nghĩa này. Bây giờ thì kính mời cô Thanh Thủy đọc cho chánh văn của bài học, sau đó cũng tỉnh để đức giảng sư bắt đầu thuyết giảng cho. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã dẫn nhập bài học năm nay. Các con xin đọc bài học 39 Đại Kinh Sớm Ngựa Maha Asapura Sutta, phân đoạn 175-177. Tên bài kinh được đặt theo địa danh có tên là Asapura Mã Thôn. Đây là nơi Đức Phật giảng kinh này. Có một bài kinh với tên tương tự tiếp theo ngắn hơn, nên bài này gọi là Đại Kinh. Trong một pháp thoại hàng ngày cho chư tỳ kheo, Đức Phật dạy thế nào là một tu sĩ thực sự, không phải ở danh xưng hay chiếc áo, mà chính ở lối sống và sự tu chứng. Trong văn hóa Ấn Độ có hai loại tu sĩ: Bà La Môn Brahmana và Sa Môn Samana. Tu sĩ Bà La Môn là những vị xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, một trong bốn giai cấp của xã hội. Những vị này học hỏi và thọ trì kinh Vedā, thường được kỳ vọng là am hiểu nghi lễ tôn giáo, đôi khi có rành rẽ về chiêm tinh và bói toán. Những giáo sĩ Bà La Môn phần đông có gia đình và thủ đắc tài sản. Trong cách dùng từ dựng nguyên thủy, một vị Bà La Môn đúng nghĩa là bậc thích thanh tịnh hay sống để thanh tịnh quá thân tâm, chữ Hán âm là tạm chí. Ý nghĩa này cũng được Đức Phật dùng với ý nghĩa khác hơn, cái nhìn thường tình. Những sa môn là những tu sĩ từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thanh đạm trong nhu cầu vật chất. Những vị này chú trọng về thiền định và tập trung vào nỗ lực thúc lĩnh thân tâm. Đức Phật và các đệ tử xuất gia thường được xem là những sa môn. 175. Thầy tu không phải chỉ có chiếc áo. Bậc đạo sư kêu gọi mỗi thành viên của tăng chúng ý thức mình là ai và sống đúng với tên gọi của mình. Kinh văn: như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng ăn gá, ương già, tại một xã ấp của dân chúng ăn gá, tên là Asapura Sớm Ngựa. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Sa môn, sa môn, này các tỳ kheo, dân chúng biết các ông là vậy. Và nếu các ông được hỏi các ông là ai, các ông phải tự nhận: chúng tôi là sa môn. Này các tỳ kheo, các ông đã được danh xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này kheo, các ông phải tự tu tập như sau: chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành sa môn, những pháp tác thành bà la môn. Như vậy danh xưng này của chúng ta mới chân chánh, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Và những đồ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích. 176. Sống chánh hạnh. Đạo đức trong lời Phật dạy không y cứ theo quan niệm luân lý, truyền thống, mà sở hành hiền thiện của mỗi cá nhân với những nguyên tắc cụ thể. Kinh văn: giới hạnh. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp tác thành sa môn và các pháp tác thành bà la môn? Chúng ta sẽ thành tựu tam quý. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông phải tu tập. Này các tỳ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến: chúng ta đã thành tựu tam quý đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong.
chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này. Khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Này các tỳ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Thân hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì thân hành thanh tịnh ấy khen mình, chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỳ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta đang thanh tịnh. Thân hành chúng ta thanh tịnh đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này. Khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Này các tỳ kheo, thế này là công việc đáng phải làm hơn nữa. Khẩu hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì khẩu hành thanh tịnh ấy khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỳ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta đang thanh tịnh. Thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh. Đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ kheo, bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này. Khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Này các tỳ kheo, thế nào là công việc đáng phải làm hơn nữa? Ý hành chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết che giấu. Nhưng chúng ta vì ý hành thanh tịnh ấy khen mình chê người. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỳ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh và ý hành thanh tịnh. Đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông. Các tỳ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này. Khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Này các tỳ kheo, thế nào công việc đáng phải làm hơn nữa? Tâm mạng chúng ta phải được thanh tịnh, minh chánh, cởi mở, không có tỳ vết che giấu. Nhưng chúng ta không vì sanh mạng thanh tịnh ấy khen mình che người. Như vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỳ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh đến mức độ này, như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỳ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này. Khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Những điểm cần nhớ, sống chánh hạnh được dạy như thế nào? Là cuộc sống có năm pháp. 1. Biết ghê sợ và hổ thẹn đối với tội lỗi. 2. Thân hành hiền thiện. 3. Khẩu hành hiền thiện. 4. Ý hành hiền thiện. 5. Nuôi mạng bằng cách chân chánh. 177. Hộ trì các căn. Đời sống có phòng hộ, tự chế. Khi các căn tiếp xúc với các cảnh, kinh dân hộ trì các căn. Này các tỳ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải hộ trì các căn.
thế sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến cho con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện phát khởi lên. Chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì các căn, thực hành sự hộ trì các căn. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến. Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, thân mạng thanh tịnh, và các căn đã được hộ trì đến mức độ này. Như vậy là vừa đủ. Đến mức độ này, thầy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông. Khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này. Khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỷ kheo chắc đẳng. Dạ, con đã đọc xong bài kính cung thỉnh về Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Con là xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con là xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta học bài học nói về Đại Kinh Sớm Lược. Ở trong cái phần dẫn nhập và chánh văn thì chúng ta thấy rằng là tại sao mà có cái tên cái bài kinh này là do Đức Phật thuyết ở trong một cái xứ gọi là cái xứ Mạ Thôn, hay là cái sớm sớm ngược, cho nó dễ hiểu. Và ở trong cái nội dung của cái bài kinh này đó là nói về những cái pháp tác thành sa môn. Theo chúng tôi nghĩ rằng là tại vì do cái thờ đó đó, người ta thường là tự xưng là sa môn hoặc là tu sĩ. Thường thường chúng ta ưa nghe nói đến tu sĩ, các vị tu sĩ đó. Thì đối với Ramana là những cái vị bà la môn, với những cái vị sa môn cũng là tu sĩ. Nhưng mà chúng ta thường thường chúng ta khi mà chúng ta có đọc ở trong kinh điển thì chúng ta mới phân biệt được như thế nào được gọi là Ramana bà la môn, như thế nào mới được gọi là Samana là sa môn. Thì vậy thì những cái hai cái danh từ này đó nếu chung cũng là tu sĩ. Nhưng mà khi mà chúng ta có học ở trong Phật Pháp thì chúng ta biết phân ra là những vị mà bà la môn là tại sao mà gọi là bà la môn. Tại vì những cái vị này đó là phần nhiều là sống theo những cái nghi lễ, những cái nghi lễ, và đôi khi có thêm những cái nghề như rành rẽ về chiêm tinh, bói toán, vân vân. Thành ra đó những cái vị đó được gọi là Ramana, có nghĩa là tu sĩ bà la môn. Còn đối với Samana sa môn thì là do đâu mà gọi là sa môn quý vị? Do những cái vị đó sống một cái cuộc đời thanh đạm, trong cái những gì mà mình
những cái gì mà nó phát sanh đến mình bằng một cách hợp pháp. Có nghĩa là họ họ ưng thì họ cúng cho mình, rồi mình thấy nó hợp pháp thì mình nhận. Thì như vậy đó gọi là những cái vị tu sĩ. Mà ở trong cái bài kinh này đó, ngoài những cái điều đó ra thì Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo thêm những cái pháp để mà tác cái vị sa môn. Như vừa rồi thì chúng ta nghe là ở trong cái bài giảng ngày hôm nay đó, chúng ta chỉ có học về sáu cái pháp thôi. Có nghĩa là thứ nhất á, là có tàm và quý, có nghĩa là biết ghê sợ, hổ thẹn với tội lỗi. Thứ hai á, là có thân hành thiện. Thứ ba là có khẩu hành thiện. Thứ tư á, là có ý hành thiện. Thứ năm là nuôi mạng bằng cách chân chánh. Và thứ sáu là hộ trì các căn. Thì ở trong cái bài đại kinh này đó thì rất là dài, nhưng mà cái bài học ngày hôm nay đó chúng ta sẽ học trước sáu pháp thôi, sáu pháp thôi. Vậy thì ở đây đó, Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo như thế nào, dạy cho các vị tỷ kheo những cái pháp mà để tác thành cái vị sa môn, có nghĩa là sống chánh hạnh hay là sống có cái giới hạnh. Giới hạnh như thế nào quý vị? Có nghĩa là Đức Phật đã dạy cho các vị tỷ kheo những cái pháp tác thành một cái vị sa môn. Thứ nhất là phải thành tựu về tàm và quý. Mà ở đây theo chúng tôi đó thì chúng tôi có cái thấy cái câu này nó rất là quan trọng quý vị. Khi mà thành tựu tàm và quý, hoặc là lúc mà chúng ta tu tập về tàm và quý, thì đến tu tập đến chừng nào mà cái mức mà mình cảm thấy là nó đã đủ rồi, nó đủ rồi, có nghĩa là quý vị thấy rằng là coi như là mình tu tập tàm và quý lúc đó được cái sự thành tựu thì lúc đó mình mới ngừng, mình mới ngừng. Mà khi mà mình tu tập mà được thành tựu như vậy rồi đó thì mình không có không có tự tán quỷ tha, có nghĩa là mình không có đem cái điều đó ra để mà mình chỉ trích người khác không có cái sự tu tập vân vân. Thành ra đó, theo như chúng tôi đó thì chúng tôi thấy rằng là ở đây cái chi tiết này rất là hay. Ngoài cái việc mà Đức Phật đã dạy cho các vị tu tập về tam và quý rồi, rồi Đức Phật còn dạy thêm là tu tập đến cái mức độ nào mà mình không còn tu tập nữa thì lúc đó mới ngưng. Mà hễ mà thành tựu được như vậy rồi đó thì không có cái sự mà tự thỏa mãn, có nghĩa là không có lấy cái đó ra để mà khen mình, chê người đó. Thì đây là cái quý vị thấy rằng đây mới gọi là cái giới hạnh của một cái vị sa môn, hoặc là cái pháp mà của cái vị sa môn. Chúng tôi còn nhớ những cái đoạn kinh khác Đức Phật cũng dạy cho cái vị tỳ kheo khi mà mình bị người ta phỉ báng mình không phỉ báng lại, hoặc là mình bị người chúng sanh đánh đập mình không đánh đập lại, bị chúng sanh chế giễu mình không có cái sự chế giễu lại, thì những cái pháp đó đó mới tác thành cái vị sa môn. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tàm và quý nó dễ không? Thật sự ra đó thì quý vị nó thấy rất là khó. Đối với một người mà có tàm và quý đó có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình có cái sự xấu hổ và ghê sợ với tội lỗi. Tàm á, cũng giống như là mình, một người mà có tàm á, là cũng giống như là người ta sợ cái mùi hôi của phân, cái mùi thối, mùi hôi của phân. Còn đối với quý đó là giống như là một người á, mà người ta sợ cái sự nóng của một cái hòn lửa sắt mà đang bị nung đốc, bị nung nóng lửa đỏ, ở trên cái lửa đỏ đó. Thì đối với tàm và quý thì được các ngài diễn giải như là cái sự mà ghê sợ đến nỗi mà như vậy đó.
xấu hổ và ghê sợ. Nhưng mà ở đây đó, nói về hai cái pháp này đó, thì thật sự ra đó, không phải là chúng ta là dễ tu tập đâu quý vị. Chúng ta thấy rằng có nhiều người ở trong đời sống, người ta cũng có tàm, có quý. Có những người ở trong cái đời sống này, tuy rằng người ta không phải là tu sĩ, nhưng mà người ta cũng có tàm, có quý. Là do đâu quý vị? Ví dụ như do có những người đó, người ta nghĩ đến cái dòng dõi của mình. Mình sanh ra ở trong một cái gia đình hiền thiện như vậy, nếu mà mình mà không có biết cái sự hổ thẹn hoặc là cái sự xấu hổ á, thì nó không phải. Hoặc là nhiều người á, là mình thấy rằng là do họ suy nghĩ về cái tuổi tác, cái tuổi mình lớn rồi mà không lẽ mình cứ cãi lộn, hoặc là mình cứ sỉ vả người khác, hoặc là không lẽ là mình trộm cắp, mình sát sanh rồi vân vân. Đó thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với thế gian đó, người ta tàm có quý không? Có. Có những người ta có tàm có quý, mà do những cái pháp đó, do đâu mà người ta có quý vị? Là do, ví dụ như là người ta suy nghĩ về cái dòng dõi của mình, hoặc là suy nghĩ về cái tuổi tác của mình, hoặc là người ta suy nghĩ về cái mình phải có một cái nghị lực, mình phải có một cái nghị lực trước những cái sự mà tội lỗi. Đó, thành ra đó, nhờ những cái pháp đó mà người ta sanh lên cái tàm và quý. Còn đối với cái vị sa môn á, thì ở trong cái bài kinh này đó, thì Đức Phật đã dạy cho như thế nào quý vị? Có nghĩa là Đức Phật đã dạy cho những cái vị sa môn á, là tại sao mà chúng ta phải có tàm, tại sao mà chúng ta phải có tàm có quý quý vị? Có nghĩa là chúng ta do chúng ta có tàm có quý đó là để chi? Để mà chúng ta diệt trừ, để mình diệt trừ được những cái nhân mà nó làm cho mình vướng vào cái dòng sanh tử luân hồi. Chứ không phải là thường thường đối với người đời thì người ta nghĩ về dòng dõi, nghĩ về tuổi tác, hoặc là nghĩ về cái nghị lực gì đó vân vân. Có rất là nhiều cái điều để mà người ta nghĩ, hoặc là có nhiều người á, người ta sợ, người ta sợ người khác chê trách mình, thành ra người ta sanh khởi lên cái tàm và quý. Còn đối với ở trong cái bài học của chúng ta đó, thì Đức Phật dạy cho những cái vị sa môn là có tàm có quý là do đâu? Do mình sợ vướng vào cái dòng sanh tử luân hồi. Có nghĩa là nếu mà mình không tàm không quý đó, là nó sẽ ảnh hưởng bởi những cái điều gì? Bởi những cái pháp mà chúng ta, ví dụ như là chúng ta sát sanh. Quý vị thấy rằng một người mà tại sao mà người ta sát sanh, hoặc là người ta trộm cắp, là do lúc đó là vô tàm vô quý, nó rất là mạnh. Thì những cái pháp bất thiện đó, thì ở trong đó nó có cái si phần, si vô tàm vô quý phóng dật. Nhưng mà hỏi tại sao mà một cái người đó người ta sát sanh một cách mạnh dạn, hoặc là người ta trộm cướp một cách mà nó mạnh dạn, thì là do người ta không có tàm và không có quý. Có nghĩa là lúc đó thì cũng đồng thời là cái tâm bất thiện, nhưng mà do không tàm không quý, thành ra họ mới làm những cái điều đó một cách mạnh dạn. Còn đối với cái người đó mà biết, đối với cái người mà có cái sự mà mình hiểu được cái dòng sanh tử luân hồi này, những cái nhân này là nó đem đến cái sự đau khổ, thành ra đó mình phải có tàm có quý. Có tàm có quý để chi? Để chúng ta mới tránh những cái điều sát sanh đó. Đối với ngược lại, không tàm không quý thì chúng ta có thể làm những cái điều bất thiện, thí dụ như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân. Thì do chúng ta có những cái pháp mà vô tàm và quý đó, thì những cái điều mà nó thuộc về tội lỗi chúng ta sẽ tránh né được. Thì ở đây đó, chúng tôi muốn nói về cái điều này đến chi vị, để có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập mà chúng ta có tàm có quý, không phải chúng ta muốn sanh thiên, hoặc là chúng ta không phải là muốn mình được khen, hoặc là được cái địa vị gì hết,
À, nhưng mà do mình ở trong cái đời sống tu tập á, à, của cái vị sa môn á, à, là biết rõ được là những cái pháp này nó sẽ đem đến cái sự thanh tịnh cho mình. À, khi mà mình có cái thanh tịnh về thân khẩu ý rồi thì lúc bấy giờ á, mình mới tu tập được thiền định. Mà lúc mà mình có thiền định rồi đó, thì trí tuệ mình mới sanh lên để mà đoạn trừ được những cái phiền não. Thật sự ra đó, tàm và quý này đó là hai cái pháp mà nâng đỡ và hộ trì thế gian. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ nếu mà tất cả chúng ta, những người ở trên thế giới này, tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới này, nếu mà mình không có tàm, không có quý thì sao? Thì không có ai mà ghê sợ tội lỗi. Thành ra cái điều gì cũng dám làm hết. Thì chính cái điều gì cũng dám làm á, từ đó nó mới diễn ra cái sự sát sanh, cái sự trộm cắp vân vân, thì mới làm cho cái thế giới này, cái thế gian này sẽ bị hỗn loạn. Còn đối với một người mà có tàm có quý thì coi như là nếu mà chúng ta sống ở một cái hội chúng mà ai cũng có tàm có quý thì chúng ta sẽ được an vui. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp mà của một cái thanh niên mà cung khô sát cá đó, thì quý vị thấy rằng một cái người thanh niên á, ở trong cái lúc á, mà đức vua á, kêu đi lên lên hoàng cung để gặp đức vua, thì lúc thanh niên cung khô sát cá bước vào á, thì coi như là thấy một cái vũng nước ở trước cái sân rộng. Thanh niên cung khô sát cá mới bắt đầu là nhảy qua cái vũng nước đó. Nhưng mà khi mà vào gặp đức vua rồi đó, qua cái sự việc kia đó, thì đức vua đã phong cho thanh niên cung khô sát cá là một cái vị mà đại trưởng giả, một cái người mà giàu có ở trong cái thành Sa Quách Thi này, rồi còn hứa gả con gái của đức vua cho cung khô sát cá. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó cung khô sát cá đi trở ra đó, thì coi như là gặp cái vũng nước đó, gặp cái bãi nước đó, cung khô sát cá đi vòng qua, chứ không có nhảy qua giống khi nãy. Thì khi đó đức vua mới hỏi, đức vua mới hỏi thì cung khô sát cá mới trả lời: hồi nãy mình là một cái người dân thường, mình là một cái người thường, nhưng mà bây giờ mình là một cái mà có địa vị ở trong xã hội rồi. Thành ra đó, làm cái điều đó nó không phải lẽ. Thành ra là coi như là cung khô sát cá mới đi vòng qua. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái điều này đó để cho chúng ta thấy rằng là đối với thế gian đó, người ta cũng có tàm và quý. Nhưng mà người ta tại sao có tàm và quý đó? Tại vì người ta sợ thế gian chê cười, hoặc là xã hội chê cười. Thành ra người ta sanh lên tàm và quý. Còn đối với những cái vị sa môn thì cũng vừa có cái điều đó, nhưng mà cái mục đích chính của mình, mình có tàm có quý để chi? Để mà mình không có rơi vào những cái tội lỗi, vì những cái tội lỗi đó sẽ làm cho mình kéo dài cái dòng sanh tử luân hồi. Cũng như đối với cái pháp nhẫn đi, chúng ta thấy rằng có cái pháp cam nhẫn. Đối với có những người, thí dụ như là người ta phải cam nhẫn để mà người ta trả thù, hoặc là người ta cam nhẫn để mà người ta đạt đến cái tài sản, hoặc là đạt đến cái địa vị gì đó. Còn đối với cái vị mà sa môn có cái cam nhẫn để chi? Có cái cam nhẫn để mà diệt trừ những cái nhân mà sanh ra cái dòng sanh tử luân hồi này, có nghĩa là những cái nhân bất thiện đó. Đó thì đây là cái pháp thứ nhất mà Đức Phật đã dạy cho các cái vị tỳ kheo là coi như là phải có tàm, có quý. Rồi cái pháp thứ hai đó là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo phải có thân hành thiện. Thân hành thiện có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta làm cái điều gì đó mà nó không có đem đến hại mình, nó không có đem đến hại người. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với ba cái vị sa môn ở trong rừng, cái nhóm mà ngài Kim Bí Lá đó, mà Đức Phật đi đến thăm ba vị đó khi mà sống ở trong rừng đó,
thì quý vị thấy rằng ba vị đó là sống luôn luôn là có cái có cái thân hành thiện, có nghĩa là từ cái công việc của mình hoặc là cái công việc của ở trong hội chúng thì các vị đều có cái sự thực hiện điều nhau hết. Ông nghĩ rằng là một cái vị thánh nhân rồi, nhưng mà ngài vẫn làm những cái công việc thường nhật hàng ngày, có nghĩa là trước khi ngài đi bát, ngài vẫn thấy chỗ nào mà còn rác thì ngài cũng quét dọn cái rác đó, hoặc là chỗ nào mà thiếu nước, không có nước rửa chân vân vân, thì đối với ngài, ngài vẫn làm những cái điều đó bình thường đó. Hoặc là đối với những vị tỳ kheo khác cũng vậy, khi mà có thân hành thiện có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái vị đó không có để cho mình vướng vào những cái tội lỗi hoặc là những cái bất ở trong cái sự mà mình có cái sự tu tập như vậy đó, là một người có thân hành thiện. Mà ở đây đó, cái điều quan trọng nữa mà chúng ta bắt gặp được ở trong cái đoạn kinh này, khi mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo có thân hành thiện như vậy rồi, nhưng mà mình tu tập đến cái mức mà không rồi vậy đó, thì mình cũng không có khen mình chê người, khen mình chê người. Quý vị thấy rằng thường thường á, đối với khi mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta đi đến cái đi đến những cái pháp mà khen mình chê người đó, thì cái pháp mà chúng ta đang tu tập đó, nó không có được tiến bộ, nó không có được tiến bộ. Nhất là đối với những người mà tu tập về giới, ví dụ như chúng ta tu tập về giới để cho chi, để cho bản thân của chúng ta thanh tịnh và được lắng dịu những cái phiền não, chứ không phải chúng ta tu tập về giới mà để mà chúng ta đi soi mối cái người này có giữ giới hay không, cái người kia có giữ giới hay không, hoặc là giới của mình nó sẽ trong sạch hơn người này hoặc là nó trong sạch hơn người kia. Thì những cái pháp đó thật sự ra đó nó làm cho mình không có phát triển được cái đời sống tâm linh. Thường thường bất cứ một cái pháp gì cũng vậy, mà chúng ta rơi vào cái trạng thái là khen mình chê người đó, thì lúc đó chúng ta không có phát triển được. Quý vị thấy rằng nói về thế gian đi, những người ta học ở trong thế gian cũng vậy. Nếu mà người ta học để cho người ta có một cái kiến thức, có một cái kiến thức thật sự, thì cái người đó mai mốt người ta sẽ giỏi thật sự. Còn nếu mà những nào mà người ta học để mà người ta lấy cái sự học đó ra để mà người ta chỉ trích người khác hoặc là đánh phá người khác vân vân, thì những người đó thì quý vị thấy rằng thường thường họ không có phát triển đến một cái mức tột cùng được, có nghĩa là không có đạt đến đỉnh được. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy, nếu mà chúng ta có thân hành thiện thì chúng ta thấy rằng là để cho mình không có vướng vào những cái tội lỗi và để cho mình thành tựu được những cái thiện pháp, thì như vậy đó, một người mà tu tập có cái tâm niệm như vậy đó, thì càng ngày mới càng đi lên, càng ngày mới càng đạt được những cái pháp mà mình mong muốn. Rồi cái pháp thứ ba là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo là coi như là phải có cái khẩu hành thiện. Cái khẩu hành thiện có nghĩa là cái khẩu hành thanh tịnh, quý vị. Đối với thường thường chúng ta thấy rằng là chúng ta tu tập, tại sao mà chúng ta phải có những cái khẩu hành thiện, quý vị? Tại vì chúng ta tu tập mà chúng ta muốn tiến đến cái đời sống thiền định, hoặc là cái đời sống thiền quán, hoặc là cái đời sống mà cao hơn nữa. Nếu mà chúng ta bị vướng vào cái khẩu hành bất thiện thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đạt được cái pháp cao hơn. Cũng như quý vị thấy rằng có một cái vị tỳ kheo trẻ đó, buổi sáng đi khất thực, nhìn thấy cái vị tỳ kheo già khất thực được một cái chén cháo, rồi cái vị đó đã cầm cái bát và
đứng qua một cái chỗ phước ở ở bên vệ đường để mà uống cái phần cháo nóng đó, thì cái vị tỷ kheo trẻ đó mới chê trách rằng là cái vị sư già này coi như là ăn uống không có đúng nơi đúng chỗ đó. Thì lúc đó đó quý vị thấy rằng cái vị tỷ kheo già đó mới hỏi này hiền giả có đạt được cái địa vị nào ở trong cái giáo pháp này chưa. Thì cái vị đó nói chưa, tôi chưa có đạt đến cái gì hết đó. Thì cái vị tỷ kheo già mới nói vậy thì hiền giả đừng mong rằng mình đạt được cái pháp nào mà cái địa vị nào ở trong cái giáo pháp này đó. Thì lúc đó cái vị tỷ kheo trẻ quý vị mới suy nghĩ lại, tại sao cái vị sư già đó nói với mình như vậy, là cái này là chắc là có vấn đề, chắc là có vấn đề, và một vị này không phải là một cái vị tầm thường đó. Thành ra khi mà cái vị tỳ kheo trẻ suy nghĩ như vậy rồi đó, mới đi đến tìm cái vị trưởng lão đó để mà sám hối, tìm cái vị trưởng lão đó sám hối. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái câu chuyện này đó, thì đối với cái đời sống tu tập đó, nếu mà chúng ta không có cái khẩu hành thiện đó, thì coi như là chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cái khẩu hành bất thiện. Có nghĩa là mình phỉ báng hoặc là mình chỉ trích mà cái người mà không đáng chỉ trích. Thì nếu mà gặp nhầm những cái bậc mà có giới hạnh hoặc là những cái bậc thánh, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự mà tu chứng của chúng ta. Đó, thành ra chúng ta tu tập chúng ta phải có những cái khẩu hành thiện. Ngay cả quý vị thấy rằng đối với những cái người mà người ta tu tập về thiền định, thì các vị thiền sư cũng khuyên những cái người đó sẽ ít nói lại những gì mà mình cần nói, mình sẽ nói. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì nó sẽ làm cho mình bị động tâm. Nếu mà mình nói nhiều quá thì nó sẽ bị động tâm. Mà hãy mà mình bị động tâm á, thì lúc đó mình không có cái chánh niệm nữa. Lúc đó mình sẽ có những cái lời nói, thí dụ như lời nói, những cái lời nói nhảm nhí, hoặc là những cái lời nói mà nó thuộc về sân hận đó. Thành ra đó nó sẽ làm cho chúng ta vướng vào những cái tội lỗi. Hoặc là đối với một người mà tu tập mà có cái khẩu hành mà thanh tịnh này đó, khẩu hành thiện này đó, có nghĩa là ở trước mặt hoặc là ở sau lưng, hoặc là đối với những cái chuyện, có nhiều cái chuyện đó mình biết mà mình cũng không nói nữa, thì như vậy đó, thì mới tu tập như vậy đó, thì mới gọi là cái khẩu hành thiện đó. Thành ra nếu mà chúng ta tu tập khẩu hành thiện này, thì dầu cho ở trước mặt hoặc là ở sau lưng, hoặc là vắng mặt cái người đó, thì chúng ta tu tập chúng ta cũng luôn luôn nói với một cái tâm từ, hoặc là chúng ta luôn luôn chúng ta nói với cái tâm bi, chứ đừng có nói gì mà đến cái chuyện mà mình nói dối, hoặc là đừng có nói gì đến cái chuyện mà mình nói cho người khác người ta đau lòng đó. Cái khẩu hành thiện ở đây là tốt nhất là chúng ta nói ra một cái điều đó với một cái tâm từ, nói ra một cái điều gì đó với một cái tâm bi, chúng ta nói ra một cái điều gì đó đó để như là để mà tế độ, để mà tế độ, có nghĩa là để mà hóa độ cái chúng sanh, hoặc là những người bạn đạo như là đồng đạo với mình. Thì cái người mà nói bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì như vậy đó thì mới gọi là cái người mà có cái khẩu hành hiền thiện, khẩu hành hiền thiện. Rồi chúng ta tu tập đến cái mức độ mà chúng ta không cần nữa, chúng ta không, là có nghĩa là lúc này là do chúng ta tu tập, chúng ta có cái chánh kiến rồi, chúng ta có cái chánh kiến rồi. Hễ mà một người mà có cái chánh kiến là người ta tin và hiểu nghiệp và quả của nghiệp, thì lúc đó là tự nhiên cái khẩu hành của mình nó trở thành cái khẩu hành hiền thiện. Bởi vậy quý vị thấy ở trong bát chánh đạo đó, bát chánh đạo đó, khi mà mình mà thành tựu được, mình thành tựu được tri kiến thanh tịnh, chánh kiến, chánh tư duy, thì lúc đó là tự nhiên là nó sẽ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng.
Nó ngộ như vậy là do chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy rồi. Nếu mà chúng ta có đạt đến cái mức độ đó rồi đó, thì do cái chánh kiến nó sẽ làm cho mình không bao giờ mà tự nhiên mà mình nói những lời cho người khác mà đau đầu hết. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta tu tập mà đến cái mức mà không cần tu tập nữa, là coi như ở đây thì theo như chúng tôi nghĩ rằng là cái người đó tu tập đã thành tựu được cái chánh kiến rồi. Thành ra lúc đó là coi như là đối với cái khẩu hành thiện của người này đều có, nhưng mà chúng ta cũng nhớ một điều là không có khen mình chê người, không có khen mình chê người, thì như vậy đó, dù cho mình có thành tựu tàm quý, thành tựu thân hành thiện, thành tựu về khẩu hành thanh tịnh của mình đến mức độ nào đi nữa, cho coi như là mình đã xong cái việc đó rồi, nhưng mà mình cũng không có khen người, khen mình mà chê người. Rồi cái pháp kế tiếp nữa là Đức Phật dạy cho những cái vị tỳ kheo phải có ý hành thanh tịnh, ý hành thiện, hoặc là ý hành thanh tịnh nữa. Ý hành thanh tịnh có nghĩa là cái vị đó tu tập làm sao mà để cho mình không có khởi lên cái ý ác, hoặc là không có khởi lên cái sự tham ác, hoặc là sân ác, hoặc là tà kiến ác. Ý hành thiện có nghĩa là chúng ta luôn luôn chúng ta sẽ an trú tâm ý của chúng ta ở trong cái sự hiểu biết đúng đắn về nhân quả, hoặc là chúng ta luôn luôn chúng ta có cái ý của chúng ta luôn luôn nó sẽ an trú ở trong cái tâm từ, luôn luôn an trú ở trong tâm bi. Nhờ như vậy đó mà chúng ta mới không có khởi lên cái tham ác hoặc là cái sân ác. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường là tại sao mà những người mà người ta không có cái sự mà nói nặng những cái chúng sanh khác, quý vị, là do những cái người đó người ta tu tập tâm từ nhiều. Khi mình tu tập tâm từ nhiều đó, mình có một cái nội lực của tâm từ, hoặc là mình có cái nội lực của tâm bi cũng vậy. Mình có cái nội lực của tâm bi đó, thì mình không thể nào mà tự nhiên mà mình nói cho cái chúng sanh đó mà người ta đau đầu mà giống như là búa mà nó bổ vào ở trong đầu như vậy đó. Đó, thành ra khi mà tu tập về cái ý hành thiện là mình an trú ở trong cái chánh kiến, hoặc là mình an trú tâm ý của mình ở trong tâm từ, tâm bi, để mà mình đối chọi lại, không để cho những cái phiền não tham sân si, hoặc là ngã mạn, hoặc là tà kiến nó sanh lên. Rồi khi mà chúng ta tu tập được ý hành thanh tịnh như vậy rồi đó, thì chúng ta cũng không có khen mình mà chê người. Đó, thì quý vị thấy rằng ở trong đây đó, cái chúng tôi để ý là cái chi pháp nào Đức Phật cũng dạy cho các vị tỳ kheo là tu tập đến chừng ấy, đạt đến chừng ấy, nhưng mà cũng không có khen mình chê người. Thành ra các vị tỳ kheo cần phải tu tập, cần phải tu tập để mà thành tựu cho đến mức như vậy. Rồi kế tiếp thì Đức Phật mới dạy cho các vị tỳ kheo là cái pháp mà để mà tác thành sa môn là có thêm cái pháp nữa là cái sanh mạng của mình phải thanh tịnh. Có nghĩa là như thế nào, quý vị? Có nghĩa là nuôi mạng thanh tịnh. Nuôi mạng thanh tịnh thì ở đây đó, những cái gì mà chúng ta đưa vào để mà chúng ta duy trì cái sanh mạng này là thì những cái đó là được gọi là những cái nhân mà để mà mình nuôi mạng. Ví dụ như là từ cái nước uống, rồi từ những cái nhu yếu phẩm, hoặc là những cái vật thực cũng vậy. Hãy mà cái gì mà chúng ta sử dụng cho cái thân này thì những cái đồ đó, từ cái bộ y phục hoặc là những cái đồ đựng nước, hoặc là những cái thức ăn, hoặc là những cái thuốc trị bệnh, vân vân, những cái điều đó đều phải là có cái sự hợp pháp, có cái sự hợp pháp hết. Hợp pháp vậy thì hợp pháp ở trong đây có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là những cái gì
mà người ta cúng mà hoặc là người ta bố thí cho mình bằng một cách chân chánh thì chúng ta thọ dụng cái đó một cách nghiêm trang, một cách nghiêm trang. Ví dụ như quý vị thấy rằng là như hồi nãy mà chúng tôi nói như thế nào mà được gọi là một cái vị sa môn, một cái vị sa môn vị tu sĩ, cái vị giáo, cái vị đó sẽ sống vừa lòng với những gì mình có một cách chân chánh, một cách chân chánh có nghĩa là mình không phải mà có nghĩa là mình không phải là mình đi làm công cho người ta, người ta bố thí thì cái điều đó nó không phải là chân chánh, hoặc là không phải là mình đi làm những cái công việc mà giữ giữ nhà, giữ em, giữ cháu, hoặc là đưa thư đồ này kia vân vân. Nói chung là do người ta có niềm tin, người ta có niềm tin, người ta có cái sự cung kính, rồi người ta cúng cho mình, người ta bố thí cho mình, thì mình sử dụng những cái đồ vật mà của tín thí người ta cúng hoặc là người ta bố thí cho, chứ không phải là do mình đi làm công hoặc là trao đổi gì đó mà mình có được những cái đồ đó. Thì nếu mà mình làm như vậy thì nuôi mạng không có chân chánh. Còn nếu mà mình làm với một cách mà tự động những cái đồ đó nó phát sanh đến mình thì như vậy thì gọi là nuôi mạng bằng cách chân chánh. Thì cái pháp mà để mà tác thành cái vị sa môn đó là có, cũng cần có phải cái sự mà nuôi mạng chân chánh. Rồi cái pháp thứ sáu nữa đó là hộ trì các căn. Hộ trì các căn, quý vị, sao mà chúng ta có quý rồi, chúng ta có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, nuôi mạng chân chánh rồi, thì lúc bấy giờ đó là chúng ta phải có cái sự mà hộ trì các căn hoặc là phòng hộ các căn. Chứ nếu mà chúng ta có những cái pháp đó rồi thôi, rồi chúng ta không có, chúng ta không có cái sự mà tu tập để mà hộ trì lục căn của chúng ta đó, thì lúc bấy giờ đó cái phiền não này nó sanh vô nó còn hơn nữa, cái phiền nó sanh vô nó còn hơn nữa. Vậy thì cái hộ trì các căn là có nghĩa là như thế nào? Đức Phật dạy là đối với mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ các pháp, là chúng ta không có để cho chúng ta không có để cho tham ái hoặc là u bi hoặc là những cái bất thiện pháp nó sanh khởi. Thì cái này, điều này á, là quý vị thấy rằng đối với cái người mà có cái năng lực tu hay là không á, là do là chúng ta nhìn ở cái chỗ này mà chúng ta biết. Chúng ta nhìn cái chỗ này chúng ta biết, có nghĩa là mình cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp mà ngày xưa tiền thân của Đức Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật, lúc đó Ngài là một cái vị đạo sĩ đó, quý vị thấy rằng khi mà Ngài đi nhận cái đồ ăn khất thực đó, thì lúc đó Ngài là một cái vị đạo sĩ mà đó, thành ra đó hôm đó cái gia đình của cái thí chủ đó đó, họ không có ra để bát, mà họ kêu cái người con gái, cái người con gái của họ là ra để bát cúng dường cho cái vị đạo sĩ đó. Thì lúc đó đó cái vị đạo sĩ này mới nhìn xuống mới thấy cái bàn tay, cái bàn tay của cái người thiếu nữ đó đã đặt đồ vô bình bát. Hoặc là cái trường hợp mà quý vị thấy rằng là du sĩ Upaka cũng vậy, vô tu tập coi như là ẩn náu trong rừng sâu, ẩn náu ở trong rừng sâu, rồi khi đó ông thợ săn là như ông đi vắng rồi ông cũng để cho con gái của ông cúng dường cái thức ăn hàng ngày. Lúc đó du sĩ Ú Bắc nhìn thấy cái tướng người cái tướng người con gái của ông thợ săn, rồi Ú Bắc Cá coi như là nắm giữ tướng chung tướng riêng, có nghĩa là nhìn cái dáng người con gái đó như vậy, hoặc là đối với cái vị đạo sĩ đó nhìn cái bàn tay đặt bát như vậy với cái nước da như vậy vân vân, thành ra lúc đó đó tham ái khởi lên, thành ra rồi không có tu tập được. Thì đối với hộ trì các căn là mắt chúng ta sắc, chúng ta không nắm giữ tướng chung tướng riêng, có nghĩa là mình không nhìn cái người đó nước da màu đen hay là nước da trắng, hay là người đó cao hay là thấp, mập hay là ốm vân vân,
Cái đó là cái tướng chung, tướng riêng, là tướng chung, tướng riêng. Hoặc là chúng ta nghe cái âm thanh đó, là chúng ta không phân biệt là cái âm thanh đó nó thuộc của cái người quý phái hay là cái người không quý phái. Hoặc là chúng ta nghe cái âm thanh đó, chúng ta không có phân biệt là cái âm thanh đó là ngọt ngào hay là cái âm thanh đó chua chát. Đối với những cái mùi hoặc là đối với những cái vị cũng vậy, cái sự xúc chạm với cái ý suy nghĩ cũng vậy. Chúng ta không có nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, thì lúc đó, thì cái tham, sân hoặc là cái ubi đó thì nó sẽ không có khởi lên. Thì đối với sáu cái pháp này, sáu cái pháp này là cái phần đầu mà để cho tác thành cái vị sa môn. Thì thật sự ra đó, đối với cái pháp nào cũng vậy, chúng ta tu tập thì nó rất là khó. Tại vì cái đời sống tu tập của chúng ta đó, nó giống như là nó giống như là một cái chuyện mà nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thì từ từ nó sẽ được quý vị. Từ từ nó sẽ được. Nó có khó, thật sự nó rất là khó để mà mình tu tập. Thí dụ như mình hộ trì các căn nó cũng khó nữa. Nếu mà đối với thí dụ như bây giờ mà mình ngồi mình nghe một cái vị trưởng lão mà mình tôn kính, mình kính trọng, một cái vị trưởng lão đó thuyết giảng hoặc là dạy mình vân vân, thì lúc đó mình chăm chú mà mình ngồi mình nghe với một cái tâm đại thiện đàng hoàng. Còn nếu mà bây giờ mà mình gặp mà những cái người mà người ta không phải là cái người khả kính đi, không phải là cái người mình thích đi, ví dụ như mình gặp mấy người ở bên ngoài tự nhiên người ta cũng kêu mình lại, người ta dạy đạo, dạy cái giáo lý, thì nếu mà đối với mình gặp những cái đối tượng đó thì thật sự là mình rất là khó để mà mình hộ trì các căn của mình. Có nghĩa là lúc đó mình thấy là mình bực mình rồi. Nhưng mà đối với cái đời sống tu tập đó, chúng ta gặp những cái trường hợp đó thì chúng ta cũng phải bình tĩnh. Một là mình nghe rồi mình bỏ qua. Hai là mình không nghe hoặc là mình không có đi đến một cái chỗ đó. Thì như vậy thì mình tránh được những cái phiền não. Thì đối với khẩu hành thanh tịnh hoặc là ý hành thanh tịnh hoặc là thân hành thanh tịnh hoặc là tàm nhị quý cũng vậy đó, thì những cái pháp này thì thật sự rất là khó để mà mình tu tập. Nhưng mà nó cũng có cái cách để mà chúng ta tu tập, thì chúng ta tu tập dần dần được cái pháp này thì chúng ta sẽ tu tập tiếp cái pháp nữa. Hoặc là khi mà chúng ta không tu tập được thì chúng ta phải quán xét. Nếu mà mình không có những cái pháp này đó thì mình sẽ bị khổ luân hồi. Hoặc là mình không có những cái pháp này đó thì mình sẽ rơi vào những cái ác bất thiện pháp. Mà hãy mà rơi vào những cái ác bất thiện pháp đó thì chúng ta sẽ đi xuống khổ cảnh. Chúng ta mất đi cái thân làm người và không có cơ hội nhập Phật Pháp. Thì chúng ta phải dùng nhiều cách này, dùng cách này cách kia để mà chúng ta quán xét, rồi cuối cùng chúng ta tu tập từ từ. Thì ở trong cái mùa này nó không được, mùa hạ này không được, mùa mưa này không được, thì cái mùa tới hoặc là năm nay không được thì năm sau chúng ta cố gắng chúng ta tu tập dần dần cũng được quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng đối với một cái vị tỳ kheo mà khi mà nghe các vị về nói với Đức Phật là con đi đến đó con tu, thì có cái bà tín nữ con của cái ông thôn trưởng đó, bà hộ độ chúng con rất là đầy đủ. Rồi cái vị tỳ kheo đó nghe vậy rồi cái bắt đầu là cũng muốn đi đến đó để mà tu tập. Nhưng mà khi mà đi đến đó rồi thì mới phát hiện ra là bà này là coi như là cái gì mình suy nghĩ ở trong tâm bà cũng biết hết, bà cũng biết hết. Thành ra thôi không được, mình không có ở đây mà mình phải, mình không có ở đây mà mình phải chạy về. Mình phải chạy về ở nơi của Đức Phật, mình phải chạy về cái chỗ của Đức Phật đó. Thì khi mà chạy về với cái chỗ của Đức Phật đó, Đức Phật hỏi sao mà hồi lúc nãy đó thì xin đi, còn bây giờ thì lại trở về. Thì khi đó cái vị tỳ kheo này mới nói bạch Đức Thế Tôn, ở đó nó cái bà tín nữ này đó, con khởi lên cái gì thì bà cũng biết hết. Thành ra con sợ khi mà con khởi lên cái tâm bất thiện, bà thấy biết được, giống như là cái kẻ trộm, giống như cái kẻ trộm mà bị bắt
cái kẻ trộm mà bị người ta bắt quả tang gì đó, thành ra con mới trở về đây. Thì Đức Phật mới nói cái vị đó là không, cái chỗ đó là phải ráng ở lại đó để mà tu tập. Cái chỗ đó là cái chỗ mà nên ở lại để mà tu tập. Thì khi đó vị tỳ kheo này mới nghe lời Đức Phật, trở lại đó để mà tu tập và cuối cùng chứng đắc được đạo quả. Thì cũng vậy quý vị, đối với đời sống của chúng ta tu tập đó, thì có những lúc chúng ta cũng sợ cái này sợ cái kia, nhưng mà chúng ta quán xét lại thì có những cái lúc chúng ta cũng cần phải tu tập gia công gia trì, chúng ta tu tập cho thành tựu được cái pháp đó. Dù cho những cái pháp này nó rất là khó tu tập, nhưng mà chúng ta cố gắng thì đến một cái lúc nào đó chúng ta sẽ tu tập được. Thì nhờ như vậy đó thì chúng ta mới ngăn được cái những ác pháp, hoặc là chúng ta mới rút ngắn được cái dòng sanh tử luân hồi nó một cách từ từ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay thì ở trong phần đầu trong cái bài học này, cái phần đầu là sáu cái chi pháp, chúng con đã trình bày xong sáu cái chi pháp này rồi. Bây giờ chúng con xin được giúp lờ với cái phút này, con xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và chia phút này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Chúc quý ngài quý vị được an vui tận hóa, và cũng xin hồi hướng phút này đến các vị chư thiên chúng sanh trong ba giới cũng lôi quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thú, cái chân để được Phật tính. Bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được kinh thức, Thượng Tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy không? Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tân nghe được thì thỉnh... dạ thấy Thượng Tọa Từ Siêu rồi, xin lỗi Thượng Tọa Tân. Mà Thượng Tọa Từ Siêu, khi mà chúng ta đọc vào trong kinh thì chúng ta có thể nhận ra được rằng mới đi đừng để ý câu thảo luận số 1, số 2, số 3, tại vì thật ra chúng tôi chọn câu này câu số 3 nhưng mà muốn hỏi Thượng Tọa Từ Siêu trước. Mà Thượng Tọa Từ Siêu, ngày nay đó thì có một số chư tăng rất là chú trọng về vấn đề hành trì giới luật một cách nghiêm túc, và một ở trong những điểm rất là rõ ràng đó là không giữ tiền và không giữ tiền bạc. Ở trong đó có chư tăng Thamayut của Thái Lan, hay là chư tăng của đệ tử ngài Thanh Cha, mà có nhiều cái tu viện khắp nền thế giới. Thì chư tăng ở trong những hệ thống này đó, có cái đặc điểm là không giữ tiền, nhưng mà lại có một cái nguồn cung ứng tương đối rất là dồi dào. Một là phần tử cúng dường nhiều, và thứ hai nữa đó là tương đối là các vị ở trong chùa, các vị cấp giá, và gọi là bên tiếng Anh gọi là Sankha Trust, tức là ban hộ tăng đó, hộ chư tôi chức rất là khéo. Chư tăng đi đâu thì họ mua vé máy bay chư tăng đi, rồi cần cái gì thì họ lo ở trong chùa. Và hầu như ở tại các chùa đó thì tiền cá nhân không có, nhưng mà đời sống cũng thì tương đối rất là đầy đủ. Thì ở trên đó thì xưa là những vị mà sống một mình, không có một cái cộng đồng, không có một nhóm mà tổ chức mà hỗ trợ thì tương đối rất là khó tồn tại ở trong thế giới ngày hôm nay nếu chúng ta không có giữ tiền bạc. Thì theo Thượng Tọa nghĩ rằng những cái hình thái tổ chức của chư tăng như người bên nhóm ngài Chân Cha và nhóm Thamayut chẳng hạn thì có gần giống với đạo Phật Thượng Nguyên Thủy không? Thượng Nguyên Thủy chư tăng có được tổ chức một cách chặt chẽ, một cách có quy mô như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Từ Siêu.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, cái vấn đề này cũng là một vấn đề nhạy cảm trong cái thời kỳ ngày hôm nay. Ở đây thì không nói cái gì nhiều, chúng tôi chỉ muốn nói lên cái suy nghĩ của mình. Ở đây thưa quý vị, thực ra thì tăng đoàn thời Nguyên Thủy cái vấn đề mà không có giữ tiền thọ nhận vàng bạc, cái điều này nó khác hơn bây giờ. Hồi xưa cái đời sống của các vị tỳ kheo là nhiều phương rày đây mai đó, chỉ lấy trú xứ là rừng và ở dưới gốc cây, ngoại trừ mùa mưa thì theo luật Đức Phật Ngài quy định là phải an cư mùa mưa ở trong một cái mái che chứ không có ở ngoài trống. Cho nên là các vị khi mà các vị đi du phương vậy đó thì các vị chỉ đi bộ thôi, chỉ đi bằng chân không, đi bộ hành đến cái địa phương nào thì vị đó sẽ, nếu đến giờ đi khất thực thì vị đó đi vào làng khất thực, rồi ra khỏi làng vị đó sẽ đi tìm đến một cái bìa rừng, một gốc cây, một cái hang động để mà các vị thọ thực, rồi nghỉ ngơi ở đó, thiền định ở đó. Cái đời sống như vậy cho nên không có cần thiết cái chuyện mà thọ lãnh vàng bạc, tiền bạc thì các ngài không có cần thiết, bởi vì đâu có tư hữu. Với hơn được tất không có được, mà ngày xưa thì cũng có cái tình trạng mà gửi vào ngân hàng. Do đó khi mà các vị chú trọng hành trì với luật nghiêm túc đó, là để các vị sống hòa mình với thiền định. Chúng tôi nói hòa mình với thiền định là như thế này: một vị mà không có tuân thủ về giới luật mà Đức Thế Tôn Ngài đã chế định thì tâm của vị đó bắt đầu nó bị rối. Nó bị rối là do cái tâm hối không có chăng, do vị thiền định không có kết quả. Mà các vị ngày xưa thợ nguyên thủy của Đức Phật, thợ nguyên thủy của Phật giáo thì các vị xuất gia nhằm cái mục đích là thiền định để đạt đến
để chứng đạt được cái quả vị ngay trong kiếp sống hiện tại này, các vị nỗ lực. Vì cái mục đích đó, cái lý tưởng đó, cho nên các hành phải hết sức là nghiêm túc trong vấn đề và gìn giữ giới luật. Ngày nay các vị hành trì giới luật, thì khi mà các vị hành trì xong, các vị tuân thủ cái giới luật đó, ngoại trừ các vị ở trong trường thiền Đầu Đà, thì các vị còn có cái lối sống tương đối hơi giống nguyên thủy. Nhưng mà những vị mà họ không có thiền định, hoặc là không phải là Đầu Đà để đưa đến cái sự tri túc thiểu dục, mà các vị đó làm nó có cái hình thức, cái bộ phái nghiêm túc để được những người dân họ kính trọng, họ hộ độ, thì cái cách mà giữ giới luật như vậy chúng tôi cho rằng là nó không có toàn hảo. Vì xem ở trong Thanh Tịnh Đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng cái vị tỳ kheo mà nghiêm trì giới luật nhằm cái mục đích là để dọn cái mảnh đất nội tâm cho được sạch phiền não, và không có bị đóng bức bởi những cái sự sai phạm về thân về khẩu, để mà tu thiền cho được sự an lạc. Còn ngày nay khi mà hành trì như vậy, nghiêm túc như vậy, các vị đó vì không có đúng theo cái mục đích, một cái lý tưởng, cho nên khi mà các vị làm thì nói ra thì các vị cũng tuân thủ, nhưng mà các vị lại bị ràng buộc, bị đốt nóng. Các vị giữ giới luật mà không đem lại cái sự pha suy harit, tức là không có đem lại cái sự lạc trú cho mình, và không đem lại cái sự an ổn cho tăng chúng. Vì sao vậy? Là bởi vì khi mà những vị đó giữ giới luật như vậy đó, vị đó khi mà thuyết pháp hay là hướng dẫn cho người cư sĩ, vị đó hay chê người khác. Nói cái vấn đề mà khen mình chê người đó, cái đó cũng đã là sai. Thì chúng ta thấy ở trong cái bài kinh ví dụ lỗ cây đó, thì trong trường hợp này các vị bây giờ thì lại cái tình trạng đó rồi. Còn như trường hợp chúng tôi đơn cử điển hình như là cái chuyện mà có một số vị khi mà đi qua bên Miến Điện, qua bên Thái Lan, ở tại các cái trung tâm thiền đó, người ta quy định cho vị hành giả khi ở trong cái trường thiền là không được nhận tiền bạc vân vân. Thì cái chuyện đó là cái chuyện khác. Cái chuyện đó là để người ta khỏi có bận lòng và lo chuyên tâm cái việc mà hành thiền, thì đó là tốt. Nhưng mà mấy vị đó khi mà ở bên đó thấy cái hạnh đó được rồi đó, các vị trở về Việt Nam đó, hay là các vị đi đó, thì các vị có cái hạnh không giữ tiền, các vị xem như cái này không phải là giới luật nữa, mà gọi là một cái đặc hạnh, một cái biệt hạnh. Và lâu ngày nó trở thành lập dị, cái hạnh lập dị. Nếu mà xét trên phương diện giới luật thì các vị đó vẫn vi phạm như thường. Vì sao? Bởi ở đây đó, luật mà Đức Phật Ngài cấm gọi là bất kinh hay giá qua bất kinh ha bây giờ qua
Nikhitam Sadhijaya. Có ba trường hợp: nhận tiền, tự mình thọ nhận cũng phạm tội, mình biểu người khác thọ nhận cũng phạm tội, mình vui thích khi người ta cất giữ cho mình cũng phạm tội. Ba cái đó như thế nào? Một vị tỳ kheo khi mà người khác cúng dường tịnh tài, vị đó tự tay thọ nhận, còn vị kia thì không tự tay thọ nhận mà đi đâu cũng dẫn theo một thị giả, một cấp giá, rồi bảo thí chủ hãy cái gì cúng dường cho xưa thì cứ đưa cho cấp giá giữ. Cấp giá đó là người cư sĩ, họ phải bỏ công ăn chuyện làm để họ đi theo hầu cái vị sư này, và đi đâu họ cũng phải mang theo cái dèm để mà họ giữ giùm cho vị tỳ kheo đó. Thì như vậy vị tỳ kheo đó bắt tinh kinh ha bây giờ, tức là kêu người khác giữ. Hoặc là có người bây giờ đó là khi mà không có nhận tiền mà cũng không có cấp giá, vị đó sẽ cho mọi người cái số tài khoản account ở trong ngân hàng. Rồi những người này họ có niềm tin, khi mà họ muốn cúng dường thì họ cứ gửi theo cái account đó thì trong ngân hàng cất giữ giùm cho. Thì như vậy trong trường hợp này thưa quý vị, nếu mà xét cho cùng á thì cũng vậy thôi, xét cho cùng cũng vậy thôi. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu tinh thần giới luật giữ giới trong thời nguyên thủy đó. Tức là vị đó tác ý đến chuyện là làm sao để cho tâm nó khỏi có bận rộn và khỏi có bị nóng nảy do cái sở hành về thân người khẩu, để mà yên tâm tu tập thảnh thơi giống như là một con chim. Nó không có bị vướng bận cái gì hết, đi đâu chỉ với cặp cánh và cái mỏ là đủ, là đủ kiếm ăn và đủ sống rồi, đậu ở trên cành cây này hay cành cây khác thôi. Thì về hình thức, bây giờ các vị nghiêm trì giới luật chưa chắc đã là giống vào cái thời nguyên thủy, đừng nói chi là cái tâm lý giữ giới. Cái này thì chúng tôi không có dám chỉ trích hết tất cả, bởi vì nếu mà chỉ trích như vậy thì là mình khuyến khích cho các vị tăng thời nay, nghĩa là xem thường giới luật, thì cái điều này rất ư là nguy hiểm. Nhưng mà có điều chúng tôi muốn gợi ý là luôn luôn chúng ta hãy nhớ cái sự mà nghiêm trì giới luật là để cho tâm được nhẹ nhàng, được an lạc, được lạc trú, không có bị hối tiếc, không có bị ân hận, không có bị rê rứt bởi vì cái sở hành về thân về khẩu. Có như vậy để được thoải mái tự tại trong cái việc mà tu tập. Ở đây thưa quý vị, nếu mà nói cho cùng đó, nếu mà nói thẳng thừng về cái vấn đề mà giới giới luật, ngay cả cái chuyện mà vị tỳ kheo đi mà mang đôi dép cũng là một điều mà Đức Phật ngài không có cho phép. Ngài chỉ cho phép mang dép là khi nào bệnh và đi trên cái con đường
có thể là có gai hoặc là có đá sỏi nhiều. Trong trường hợp đó, ở cái vùng đó là mới cho đi, chứ còn không phải dép như là một đường canh xích. Cho nên nếu mà chúng ta nói cho cùng là giữ là phải giữ chặt chẽ gì, chứ không phải chỉ giữ có một số vấn đề nó làm có cái hạnh khác thường. Và người cư sĩ thì đâu có biết cái gì đâu, họ chỉ thấy vị sư kia có vẻ như là trang nghiêm một chút, thì lúc bây giờ họ khởi lên niềm tin. Nhưng mà họ đâu có đánh giá được là cái chi tiết của các vị đó. Nếu mà người cư sĩ họ hiểu rằng vị tỳ kheo có hai cái sự thành tựu Sampatti, là Sila Sampatti, là cái sự thành tựu về giới, và Diti Sampatti là thành tựu về tri kiến. Nếu mà một vị tỳ kheo mặc dù những cái giới luật Kuda, giới Kutaka, Sikha và Đăng, những cái điều tiểu thiết, thì vị đó có vẻ như là hơi thoải mái chút xíu, cho là như vậy. Nhưng mà về cái vấn đề tri kiến, vị đó có sự hiểu biết đúng pháp luật, đúng pháp của Đức Thế Tôn đã dạy, vị này biết rõ vị giáo lý và gìn giữ cái diền mối của chánh pháp. Thì trong trường hợp này, trong cả hai vị đó, một vị thành tựu giới mà không thành tựu tri kiến, còn một vị thành tựu tri kiến nhưng mà không thành tựu vị giới. Thì trong hai trường hợp đó, nếu mà phải chọn đó, thì chúng ta chọn cái vị mà thành tựu tri kiến. Tại sao vậy? Bởi vì khi cái giáo pháp này bị mất, không phải là do những vị có cái hạnh trang nghiêm hay là không trang nghiêm, mà giáo pháp này được tồn tại hay không tồn tại là do cái tri kiến của vị đó. Vị đó hiểu kinh điển, không có sai lạc, không có sai lệch về văn, không có sai lệch về nghĩa, thì như vậy là gìn giữ giáo pháp được tồn tại. Cho nên ở đây đó, cái vấn đề mà giữ giới luật ngày nay đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta biết rõ là ở cái môi trường của một vị đang tu tập về hạnh xả ly đầu đà, thiểu dục tri túc, vị đang giữ giới, đó là một điều đáng kính, đáng ngưỡng mộ. Hay là vị đó sống thiền định, cho nên vị đó phải nghiêm trì giới luật, thì đó là đáng ngưỡng mộ, đáng kính. Còn nếu như không phải thiền định, mà chỉ vì muốn lập hạnh để tạo cho mình một cái uy tín, hay là có một cái chùa quy tụ cho đông lại, thì trong trường hợp này sự giữ giới đó là cái sự giữ giới Đức Phật là khiển trách, như ở trong cái bài kinh Lỗi Cày. Vị tỳ kheo thành tựu giới, chính do cái sự thành tựu giới này mà vị này trở thành khen mình chê người, thì trong trường hợp này vị này chưa phải đạt được Lỗi Cày của chánh pháp. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sao thú cái chân chư tổ tự siêu để thỉnh chư tổ tự siêu trả lời một câu nữa rồi để chư tổ đi nghỉ. Bất chư tổ tự siêu nói về tu, nói về những nhà tôn giáo tại Ấn Độ hồi xưa cũng như nay đó, thì người ta thường chia ra hai thành phần, một là giáo sĩ Bà La Môn, hai là Sa Môn, tức là những vị tu sĩ. Những vị Bà La Môn thì có gia đình, có nhiều phương tiện để học hỏi, đi nghiên cứu, đặc biệt là am hiểu kinh điển Vê-đa, để học hỏi, đi nghiên cứu, đặc biệt là am hiểu kinh điển Vê-đa, giáo điển. Và những vị sa môn thì thường sống rất là đạm bạc, để sống thanh tịnh. Thì thật ra mỗi bên đều có cái được và cái không được. Ở trong Phật giáo thì không có chia hẳn ra như vậy,
Nhưng mà chúng ta thấy rằng những vị nào mà tương đối có cuộc sống sung túc, thường là những vị mà đi cúng đám, mà chúng ta gọi là thầy cúng, thì lại có phương tiện để làm việc này việc kia, thậm chí xây chùa to Phật lớn. Còn những vị lo tu thì lại ít có khả năng về hoằng pháp, ít có khả năng về vấn đề tài chính và những cái phương tiện cần thiết. Thậm chí ở bên Thái Lan á, Miến Điện và những vị đi đầu đà đó lại không có khả năng để có được một cái tủ sách nhỏ, một cái laptop hay là những cái phương tiện cần thiết đi nghiên cứu. Thì muốn hỏi ý kiến người ta từ xưa là phải chăng là xã hội Ấn Độ á, mà được tồn tại cho đến ngày hôm nay là do họ có cái giai cấp Bà La Môn, tu sĩ giáo sĩ Bà La Môn. Còn Phật giáo bị biến mất mà không phục hồi lại được sau khi Hồi giáo sắp lăng á, là tại vì Phật giáo chỉ có Sa Môn mà không có cái giai cấp giáo sĩ, mà có vợ có con rồi có tài sản rồi có khả năng để tồn tại mà không cần nhiều tín thí. Chúng ta có nghĩ như vậy không? Và xin thưa ông, nghĩ cho biết là phải chăng cả hai giai cấp là giáo sĩ và tu sĩ đều cần thiết cho sự tồn tại của các tôn giáo? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng Phật giáo bị mất sớm ở Ấn Độ không phải là cái nguyên nhân các vị đó, các vị tăng không có lập hạnh để mà truyền bá. Những vấn đề mà Thượng Tọa nói khi nãy thì chúng tôi chỉ nghe thoáng qua, cho nên chúng tôi chưa có xác định được cái câu hỏi của Thượng Tọa đưa ra như thế nào. Nếu mà dựa vào trong cái câu hỏi thảo luận đó, thì đời sống Sa Môn đúng nghĩa vốn rất ít điều kiện nghiên cứu giúp đỡ người khác về vật chất và phương tiện truyền bá rộng rãi giáo lý, như vậy có thích hợp với xã hội ngày nay chăng? Phải chăng cả hai thành phần thầy cúng về thanh tịnh tâm hoặc là giáo sĩ và tu sĩ đều cần thiết cho sự tồn tại của các tôn giáo? Ở đây thưa quý vị, chúng ta cứ lấy ngay cái mục tiêu của Đạo Phật. Đối với cái cuộc sống xã hội đó, nó không nhất thiết là làm sao một cái tôn giáo cho được tồn tại, mà chúng ta phải tùy duyên thôi. Bởi vì khi mà tự mỗi một con người chúng ta nhận thức và chúng ta lựa chọn, có người họ thích làm cái công việc gọi là lập tôn giáo, thiết lập tôn giáo, và họ nghĩ đến cái chuyện cái phương tiện hay là cái cách nào để mà duy trì cái tôn giáo. Đức Phật thì Ngài không có bao giờ khuyến khích các vị tỳ kheo là làm cái công việc đó. Tại sao vậy? Bởi vì trong bài kinh Thánh Cầu, Đức Phật Ngài cũng đã nói rõ, trong cái suy tư của Ngài khi còn là một vị cư sĩ chưa có xuất gia, chưa có thành bậc chánh đẳng giác, khi mà Ngài cảm cảnh người già, người bệnh, người chết,
đó ngài mới suy nghĩ. Là nếu như còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm, mà lại đi tìm cái cũng bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, sầu khổ, ô nhiễm như vậy, đó là phi thích cầu. Anarija Pariyesana. Như vậy thì khi ta bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, ta hãy đi tầm cầu cái gì không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sầu khổ, ô nhiễm. Đó là cái mục đích giải thoát, mục đích cứu cánh, an ổn thoát khỏi các khổ ách. Thì như vậy, giáo lý này để dành cho người thiểu dục, chứ không phải là người đa dục. Dành cho giáo lý này dành cho người sống viễn ly, chứ không phải là thích ồn ào quần tụ. Có một bài kinh ở Trung Bộ chúng ta học vừa qua, Đức Phật này có nói đến vấn đề đó. Cho nên khi mà tự mỗi con người chúng ta hiểu được và chúng ta sống như thế nào để đúng theo cái đường lối an tịnh giải thoát mà Đức Phật ngài đã đưa ra, thì cứ sống như vậy thôi, thì tự nhiên là giáo lý tồn tại. Còn nếu mà bây giờ đó chúng ta nghĩ đến cách là để duy trì Phật giáo bằng cách là để chúng ta dùng tất cả phương tiện thông tin hiện đại để đi truyền bá giáo lý của Đức Phật, liệu chừng được bao nhiêu người hiểu cái giáo lý của Đức Phật? Hay là chúng ta dùng những cái thông tin đó rồi lên thông tin đó chúng ta nói sai lời Đức Phật dạy, trong khi đó chúng ta tưởng là chúng ta truyền bá giáo lý Đức Phật, nhưng mà vô tình là những người đó là họ xuyên tạc Đức Phật. Xuyên tạc Đức Phật bây giờ chúng ta thấy rõ lắm, nghĩa là bây giờ trên Facebook hay là ở trên mạng internet không biết bao nhiêu vị giảng sư, vị sư, vị thầy thuyết giảng, nhưng mà họ thuyết giảng như vậy đó, thấy nhiều nhưng mà thuyết giảng đúng theo cái tôn chỉ giáo lý của Đức Phật thì không có bao nhiêu cả. Và những người nghe đó thì họ nghe riết, họ nghe đầu này, họ nghe đầu kia, nghe người này, nghe người nọ nói, thì thời gian sau họ cũng chả hiểu giáo pháp là cái gì. Và bất quá thì họ chỉ có thiện cảm vị nào nói hay, nói lưu loát, hay là vị nào có vẻ nói chuyện họ nghe họ êm dịu lỗ tai chút xíu, thì như vậy họ chấm điểm là vị nào thuyết pháp hay, vân vân. Thì làm như vậy thưa quý vị là chúng ta làm cho Phật giáo càng lúc càng bị suy sụp, càng lúc càng bị suy sụp. Còn nếu như mà bây giờ các vị tỳ kheo đúng nghĩa là những vị sa môn, thì trong trường hợp này thưa quý vị, dầu cho ít người đến với Phật giáo, nhưng mà hễ những người nào họ có niềm tin rồi và họ tìm hiểu Phật giáo đúng đắn, thì như vậy ít nhưng mà vẫn duy trì được, vẫn duy trì được. Cho nên chúng ta cần, đến lúc chúng ta cần phải hiểu lại thật chính xác cái ý nghĩa gọi là duy trì giáo pháp, duy trì Phật giáo. Hễ chúng ta hiểu được điều đó rồi thì tự bản thân chúng ta là phải trở thành một cái vị sa môn chân chính, trở thành một vị sa môn chân chính. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ đến là phải làm sao
cho đại chúng biết Phật giáo nhiều. Rồi chúng ta dùng nhiều phương tiện thông tin, mà trong khi bản thân chúng ta thì không có thực hiện đúng. Như vậy thì một người, có một cái trường hợp khi một người không thanh tịnh, nói pháp thanh tịnh là nói không được. Một người chưa giải thoát mà nói pháp giải thoát là nói không có chiều sâu được. Chúng ta cứ nhớ vậy. Cho nên đây là một vài ý mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trên cái câu thảo luận số 1 của Thượng Tọa Giáo Đoạn Quỳnh Liêu Nam Mô Bụt Thầy. Sao thú, cái trường tòa tuệ siêu. Bây giờ thỉnh trường tòa tuệ siêu đi nghỉ. Trường tòa pháp thân ơi, trường tòa có nghe được không? Nếu trường tòa cần đang ở trước máy, xin thỉnh trường tòa con hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Trường tòa cần, chúng ta đọc kỹ về kinh nghiệm hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng nếu nói về sự tu tập bản thân đó, nó phải là một sự tập trung cao độ. Và vấn đề là mình phải thúc liễm thân tâm mình như thế nào. Chúng ta tạm gọi nói trên ở ngoài đời chỉ gọi là tự độ. Và mặt khác thì chúng ta đang độ tha, đi vào cuộc đời, dấn thân. Và trong dấn thân đi vào cuộc đời thì chúng ta rất là khó để thúc liễm thân tâm như vậy. Thì theo Thiên Tọa Pháp Thân nghĩ là ở hai cái khuynh hướng thúc thân tâm và dấn thân phụng sự đó, chúng ta có thể tìm thấy một thỏa hiệp không? Tức là có cách nào trung dung không? Kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Thân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Bậc Tự Quy, Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Tự Tri, Sư Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thưa chào quý thiện nam tín nữ. Và ở đây thì con nghĩ rằng, nghĩ lại Đức Phật cũng như là các vị thánh đệ tử của Đức Phật thì khi mà các ngài giác ngộ rồi thì các ngài mới ra hoằng pháp, tức là đem cái giáo pháp này truyền dạy đến cho mọi người, mọi chúng sinh để được cái sự lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập. Ngày nay đó thì khi mà nói rằng Phật giáo đã lan truyền rộng đến khắp nơi, từ ở mỗi vùng miền, rồi mỗi châu lục, rồi mỗi quốc gia nó đều là có mặt của Phật giáo hết, tùy vào mỗi cái địa phương, phong tục tập quán, rồi ảnh hưởng truyền thống, rồi họ tiếp nhận Phật giáo một cách có sự khác biệt nhau. Khác biệt ở chỗ đó là tùy theo cái phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của mỗi cái quốc gia. Cho nên là con nghĩ rằng họ tiếp nhận Phật giáo một cách, một phần nào đó có cái sự khác nhau. Về vấn đề giữa cái tự độ, tức là thúc tiễn thân tâm, và tự độ đó, và cái sự là độ tha đó, thì chúng ta phải dung hợp cái điều này nó như thế nào. Thì theo con nghĩ rằng để mà mình giác ngộ như các cái bậc thánh đệ tử của Đức Phật thì điều đó chúng ta chưa có nghĩ tới. Chưa nghĩ tới không có nghĩa là không có cái lý tưởng để hướng đến sự giác ngộ, nhưng mà để thành
trở thành một cái vị thánh mà giác ngộ thì cũng phải trải qua nhiều cái công phu tu tập, nhiều cái thời gian để chúng ta chứng ngộ. Như vậy thì ở đây con nghĩ rằng trước mắt là đời sống tu tập của mình ở hiện tại đó, thì lúc nào mình cũng phải luôn luôn tự trao dồi thân tâm mình, lúc nào mình cũng phải tự trao dồi. Bởi vì có trao dồi như vậy thì mình mới là một cái người, một người có cái nội lực, hay là một người có cái sống tu tập. Thì nếu mà mình không tu tập mà mình có dấn thân độ đời đấy, thì con nghĩ rằng độ đời thì nó có nhiều cách. Ví dụ như người ta hướng thiện cho một cái người nào đó thì cái đó cũng có cái nghĩa là độ đời, dắt dẫn người ta đi vào cái con đường thiện cũng là độ đời. Rồi độ đời là hướng cho người ta những cái pháp để người ta tu tập giác ngộ cũng là độ đời, mang đến cái sự an lạc đến cho người khác cũng là độ đời. Nhưng mà tùy ở cấp độ khác nhau mà người ta có thể tiếp độ. Thì con nghĩ rằng ở đây đó, riêng bản thân con nghĩ rằng về cá nhân của mình á, thì mình luôn luôn trao dồi cho cái đời sống tu tập của mình. Tức là thường ngày chúng ta giữ gìn cái điều mà Đức Phật đã khuyên dạy mình nên tránh, rồi những điều nào mình nên làm thì mình nên làm. Rồi đời sống mình thì luôn luôn giữ cái đời sống chánh niệm, tỉnh giác, tu tập ở trong đời sống thiền định. Tức là mình phải có những việc đó. Rồi bên cạnh đó thì mình phải có những cái việc làm, cái việc thực hành trong đời sống hàng ngày của mình, tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cái điều kiện cho phép mà mình sẽ thực hiện cái việc mà trao dồi cho chính mình. Tức là mình tự độ mình, tự mình giống như là mình sẽ tự làm cho mình được tốt ở khía cạnh này hoặc khía cạnh kia. Cũng có nghĩa là một người tự tạo cái công đức thiện sự cho chính mình. Mình tu tập có nghĩa là mình tạo công đức thiện sự cho chính mình, tự trao dồi cho chính mình. Đó là vậy. Còn vấn đề mà độ tha đó thì con nghĩ rằng Phật giáo với ngày nay đó, thì Phật giáo đã đi vào ở trong xã hội. Thì bên cạnh đó thì Phật giáo nó trở thành một cái tôn giáo, thì nó có nhiều cái vấn đề. Vấn đề ở đây là nhiều cái, từ hình thức cho đến cái nội dung tu tập đều hướng những cái tín đồ của mình. Cho nên là mình có thể rằng bằng cái gì đó, khả năng của mình có thể dắt dẫn, hướng thiện người khác đến những cái điều thiện, điều tốt nhất. Thì cái điều đó con nghĩ rằng lúc nào nó phù hợp với thời gian, nó phù hợp với hoàn cảnh thì mình sẽ thực hiện những cái công việc đó. Tức là làm sao mang đến sự an lạc cho người khác về tinh thần, điều này điều kia, để cho giúp cho người khác có được cái sự tiến hóa trong cái đường đạo. Thì con nghĩ điều đó là điều phụng sự, điều phụng sự độ tha, mang đến cái sự lợi ích cho người khác. Vì như cái điều đó là Thượng Tọa Tại Siêu nói khi nãy, là một người mà không thanh tịnh thì nó không thể nói pháp thanh tịnh. Một người chưa chứng đắc được cái pháp của bậc thượng nhân thì không thể nói là pháp, không thể thuyết pháp của bậc thượng nhân được. Thì ở đây nói trên phương diện tu chứng thì con nghĩ rằng nếu mà mình có cái việc để mà mình giống như là phụng sự độ tha đó, thì tùy vào mỗi cái hoàn cảnh mình có thể rằng độ đời, giống như là mình sẽ tiếp dẫn người ta đến với cái hướng thiện. Bởi vì nếu như mà mình không tu tập cho mình mà mình không tu tập cho mình mà mình hướng thiện như người khác á, thì cũng khó. Và do vậy á, thì
nghĩ rằng đời sống hàng ngày đó, dù là hoàn cảnh nào mình cũng luôn luôn giữ cái đời sống nội tâm của mình. Mình có thúc liễm, mình có tu tập, mình có trao dồi cho chính mình. Bên cạnh đó thì cái gì mà phụng sự cho cái việc tiếp độ người khác á, thì con nghĩ rằng tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo điều kiện mà mình có thể hướng thiện cho người khác được. Thì con nghĩ rằng lúc mà mình chưa có phải là một cái khả năng, mình chưa có khả năng gì đó, mình còn non nớt á, thì cũng không có cái khả năng để mà mình hướng dẫn người khác cái gì hết. Ngay cả những việc mà mình phụng sự hướng dẫn cho người khác mình cũng không đủ khả năng. Nhưng mà đến khi mà mình đủ, có đủ khả năng ở một mức độ nào đó đó, thì con nghĩ rằng chính cái việc mà mình vừa là có cái trao dồi ở nội tâm, nội lực, nội tâm mình có tu tập, và vừa mà mình có một cái tâm hướng thiện đến người khác, cho người khác, thì con nghĩ rằng tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo thời gian mà mình có thể dung hòa cả hai cái điều đó. Bởi vì để mà đưa đến cái sự mà thành tựu đạo quả giải thoát thì có lẽ là còn lâu, còn xa. Và do vậy đó thì những cái việc mà hiện tại thì giống như là con nghĩ rằng mình một người như là những vị Bồ Tát thôi. Những vị Bồ Tát đọc ở trong kinh Cha Tát Cá, tiền kiếp của Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử của Đức Phật khi chưa giác ngộ thì các vị ấy cũng là ở một cái vai trò của xã hội hay là vai trò của một vị ẩn sĩ, thì các vị đó cũng là tu tạo công đức, cũng là bổ túc pháp độ ba la mật để cuối cùng viên mãn được, để mà giác ngộ thành Phật được. Thì mình cũng vậy, một người nào đó cũng vậy, cũng có nghĩa là đang vừa trao dồi của mình về các cái pháp độ ba la mật, về cái thiện sự, các cái thiện pháp ở trong cái đời sống của mình. Bởi vì thiện pháp có được đầy đủ thì cái pháp độ được viên mãn. Pháp độ được viên mãn thì cái vị ấy được chứng đắc được cái đạo quả thánh nhân. Còn khi mà mình nói cái độ đời mà đối với các cái bậc thánh hoàn toàn giác ngộ các ngài thuyết pháp độ đời thì cái việc đó thì chúng ta nói là sau này. Còn bây giờ thì nếu mà trong hoàn cảnh hiện tại thì con nghĩ rằng chính bản thân của mình cũng phải biết nỗ lực thúc liễm thân tâm cho tốt. Đó cũng là cái cách tu tập của mình. Rồi bên cạnh đó là mình phụng sự, tức là mình dùng cái thiện pháp để hướng thiện người khác, để người khác hướng đến với chánh pháp, hướng với Phật pháp. Thì dù một cái khởi tâm thiện nào đi nữa thì cái thiện sự đó cũng là một trong những cái tốt, để rồi cũng là để cho Phật giáo được lan tỏa. Còn cái việc mà mình tu chứng á, thì nếu mà mình có một cái nội lực thì cái việc đó mình có thể là lan tỏa nhiều mặt ở trên đó cho cái việc tu tập của mình. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con xin thỉnh thượng tọa trả lời. Sa thủ cái trình thượng tọa pháp thân, thượng tọa tự quyền, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự quyền đang ở trước máy, xin thượng tọa con ghi trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tự quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Đại đức pháp tính đây. Ồ, dạ thấy thượng tọa tự quyền đưa tay rồi. Thượng tọa tự quyền, ngày nay chúng ta trong những buổi hội thảo đó, chúng ta thường nói đến chuyện mà hoàn truyền chánh pháp, đào tạo tăng tài, vân vân. Nhưng mà khi nói đến đời sống các vị tu sĩ rất là quan trọng, bởi vì chính đời sống của những vị tu sĩ đó là ảnh hưởng đến toàn bộ sự tồn tại của Phật giáo, chứ không phải riêng một lĩnh vực của người xuất gia không. Thì khi mà nói đến đời sống các vị tu sĩ Phật giáo đó, có nhiều người nói rằng mình nên đổi mới, đi tìm những hướng mới. Nhưng mà theo thì con nghĩ là chúng ta nên đi tìm những hướng mới, tìm sự đổi mới, hay là chúng ta nên trở về những bản kinh xưa, tìm về với cội nguồn nguyên thủy, đọc lại những lời Đức Phật dạy, mà qua đó mặc dù rất là cổ kính, rất là xa xưa,
Nhưng mà nếu chúng ta trở về lại thì chúng ta vẫn được có những lợi ích như ngày hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tự Quyền cho một vài cái suy nghĩ của Thượng tọa về điều này. Nam mô Bổn Thầy, chứ nam mô Tham Ma, chứ nam mô Sanh Khai, chứ giờ tôi thì chúng tôi nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị cùng về cùng tôi. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Thích Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Chánh Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tánh, Đức Tự Trì, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng Đại Diện Diệt. Thân chào quý tu nữ cùng chư Phật tử và con cảm ơn Thượng Tọa. À, quả thật thì có thể nói rằng Chư Tăng là một người giữ gìn diền mối và suối nguồn của Phật Pháp, hay là Phật Pháp có được tồn tại thì nhờ tăng già. Đúng như vậy. Cái sự phát triển nó được tốt đẹp do tăng già, và cái sự phát triển không được tốt đẹp cũng do tăng già. Thế nào là sự phát triển? Ở đây chúng ta cũng mở rộng một chút xíu. Sự phát triển, cái sự tu học đó mà đưa đến cái giá trị cao cả, cái giá trị an lạc, cái giá trị đúng pháp, hơn là chúng ta thấy đông đảo nhưng sự thật ra chỉ là tập trung lại để làm những cái việc từ thiện, làm những cái việc phước báo bình thường, chứ không phải là một cái sự hội tụ của quần chúng đó hay là của tứ chúng đó, thì chỉ là một cái sự cúng kiến lễ bái, nó làm theo cái hình thức, hay là làm những cái vai trò mà cho coi như là lớn lao, như là từ thiện hay là cái sự ban phát, hay là có những cái hội đoàn này, có những cái hội đoàn kia, thì đó thì chẳng qua là hình thức thôi. Nhưng có những cái nơi mà tu tập, có những cái lớp học, có những cái trường thiền, có những cái khóa tu, và có những cái hội học, chẳng hạn như là hội học tâm tạng vân vân, thì cái tinh thần đó đó thì mới là cái phát triển. Thì có những vị và được nhiều vị, và có những vị và được nhiều vị pháp sư, được nhiều vị giảng sư, và có tăng chúng kế thừa và học tập, thì điều đó mới đó mới gọi là một cái sự đổi, nó đó một sự tốt đẹp, cái sự đổi mới, và dựa trên cái sự tu tập đó là nó mang tính cội nguồn. Chứ còn quả thật cũng như là có một số chùa sư tăng rất đông, mà quý vị biết cái tinh thần tu, cái nghĩ cứ tu cho tu vô duyên, thôi em tu tiếp. Chẳng những họ không đúng cái pháp rồi, họ cứ nghe họ gieo duyên, họ thấy được cái họ duyên luôn, thì cái đó là chính là một điều mà đây là rất là tốt. Nhưng điều mà họ lại không có đúng làm đúng cái pháp là họ phải hoàn tục trở lại cái người thế, và chúng ta phải xin tu lại thì nó mới đúng. Chứ còn chúng ta nguyện chúng ta gieo duyên 1 tháng 2 tháng 3 tháng mà thế là chúng ta mặc khi luôn, đây là trộm tướng. Cho nên nó thành. Và cái thứ hai nữa, quý vị là đông đảo như vậy là không có cái sự học tập pháp và luật. Cho nên cái sở hành nó đi ra là nó mang tính, tức là nó tệ hại. Chúng ta nói thẳng như vậy luôn, nó tệ hại, nó phá đạo chứ không phải là giúp đạo. Thế đông như vậy nhưng không có gì hết. Thì ở đây một cái người tu ít nhất nó không được cái hình thức thì cũng được, đặc biệt phải có cái nội dung. Không cần thiết phải ông sư đó đẹp, không cần thiết ông sư đó nó giỏi, ông sư đó học cao hiểu rộng, không cần phải ông sư đó có một cái gì hết, mà cần ông sư đó có một cái, có một sự trang nghiêm, có một cái tâm và cái tướng nó trang nghiêm. Còn ở đây một câu kinh, một tiếng kệ, một cách mà y cho đúng pháp, mà các vị đó còn không làm đúng pháp nữa thì sao bây giờ? Kính thưa quý vị, nếu mà đông như vậy, hay là một sự đổi mới, anh nghĩ rằng bây giờ có một số vị ta mang tưởng mang tính cái tăng đoàn, cái là bắt đầu thể hiện, bắt đầu đi từng bước, ăn từng cái nói từng lời rất là chậm rãi, rất là chánh, chúng ta gọi là cái chánh niệm, nhưng sự thật ra cái đó chỉ là hình thức thôi. Khi họ đứng dậy thì hết cái màn diễn kịch đó rồi, thì họ sống bằng cái sở tánh, sở tâm bình thường. Do quả thật, tại sao? Bởi vì họ không có thọ trì 1
một cách vững chắc trên tinh thần pháp và lực. Rồi họ họ giải cho mình, nó đưa cho mình thành một con người có nghĩa là khoác lên mình một chiếc áo nó cũ cũ rồi đi, coi như là nó nghèo nghèo khổ khổ hiền hiền ngơ ngơ ngáo ngáo vậy đó. Thì người ta cho như vậy thì người ta cho là đẹp, nó lạ vậy đó. Thì cũng là cái nghiệp của chúng sinh, hay là họ đổi mới thì cái hình thái phải hôm nay ăn như thế này, bây giờ ngày mai phải đổi mặc như thế kia. Kính thưa quý vị, Đức Phật ngài đã chỉ dạy, gọi là chúng ta gọi là cái nguyên thủy Phật giáo, nó đến cái cội nguồn, chứ không phải cái đời sống nguyên thủy ăn lông ở lẩu đâu. Mà Đức Phật ngài tạo cho một cái người đệ tử mà mang tính nguyên thủy của ngài đó, kính thưa đại chúng, ăn mặc cứ như là nghèo cho sạch mà rách cho thơm. Chúng ta nghe rõ là nghèo cho sạch cho thơm. Một pháp tướng của vị Sa Môn rất là đẹp, bởi vì từ ái chấp tăng qua và hiếp tha qua, ô la đi căng qua, sự cung bằng qua, tức là bên trong lẫn cả bên ngoài, tướng chung, tướng riêng. Vì ấy biết cái sự điều phục, đây là một điều quan trọng, biết điều phục tâm của mình, biết điều phục cái tướng của mình. Trong cái lời nói, nhiều khi họ nhờ học pháp và lực, nhờ biết được cái có cái kiến văn kiến thức đã được thọ trì, cho nên khi họ cười, khi mà họ thô tháo hay khi họ phóng dật, lập tức họ biết mình phóng dật, à mình đã làm không đúng rồi. Chúng tôi thường giảng dạy, chúng tôi nói nhiều khi đến khi mà thọ giáo được kinh văn của Phật, những cái luật của Phật dạy, kính thương Phật vô cùng. Từ cái ăn cái mặc mà quý biết, cho đến cái đi mà đại tiện tiểu tiện cũng được mà chỉ dạy một cách rõ ràng. Thì còn cái gì gọi là đổi mới nữa quý vị? Tại chúng ta không sống theo Phật, không tu theo Phật, mà chúng ta tu theo cái hình thức, chúng ta tu theo người, đặt ra cái tông phái này, đặt ra cái truyền phái nọ, rồi đọc kinh theo cách này, đọc kinh theo cách kia. Chúng ta đọc đúng là được rồi. Rồi cái một số người thì người ta thọ trì cái phương hướng này, thọ trì cái phương hướng Thái Lan thì cho là Thái Lan là tốt nhất, thọ trì cái phương hướng Đài Loan cho Đài Loan tốt nhất, thọ trì cái phương hướng của Miến Điện cho Miến Điện tốt nhất, vân vân. Tất cả là họ chạy theo cái hình tướng, chạy theo cái một cái tâm nó không có đúng, mà không có làm trên pháp và lực. Họ thọ trì ở đâu thì họ cho là cái như thế đó mới là được. Chúng ta không dựa trên pháp và lực là kẹt. Thì đây chính là một giá trị nguyên thủy của đời sống. Bởi vì đó chính là Bát Niết Bàn Kinh đã dạy rồi. Sau khi Như Lai viên tịch, dầu cho những cao đồ lớn lao như thế nào cũng nói quý vị cũng đừng có nghe, mà phải so sánh với kinh, đối chiếu với lực. Những cái gì cho đó là phi pháp, phi pháp cho là pháp, những gì tà cho là chánh, những cái chánh cho là tà, hay có sự đổi mới vân vân, tất cả cái điều đó các ngươi đừng có nghe. Thì cái bậc thượng tọa đứng trên cái nhìn của chính con, thì dầu cho đời sống này có phát triển như thế nào, những lời dạy của Phật cũng luôn luôn cận kề và luôn luôn cũng như thở nào, bởi vì cái tâm tính của con người là như thế. Và những hình tướng hay là những cái hình thức gì đã được Đức Phật truyền trao, chúng ta đừng có đổi, chúng ta làm theo cái lời Phật, chúng ta làm còn không xong nữa, chúng ta đổi cái gì? Dạ, thì đó chính là cái ý con là như vậy. Nếu có điều gì cần muốn tốt thì kính chúc thành thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình thượng tọa Trường Quyền. Thưa quý Phật tử, bài kinh ngày hôm nay đó, nếu mà chúng ta mới đọc thì chúng ta nghĩ rằng những gì Đức Phật dạy là những gì nói rất xa xôi, nói đến ai đó, nhưng mà thật ra thì lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này liên hệ trực tiếp đến tất cả chúng ta, những người con Phật ở trong thế giới hôm nay. Và có rất nhiều điều chúng ta phải đắn đo, đặc biệt là trong đời sống tu tập bản thân của mình. Một lần nữa thì thưa vị, chúng ta phải trở về với những bước rất là căn bản. Edward Conzi, một nhà nghiên cứu Phật học người Anh, ông đã từng nói rằng đạo Phật nguyên thủy, đạo Phật của tu viện
Nhưng mà kỳ thật thì trong cái nhìn của tất cả chúng ta thì đạo Phật nguyên thủy là đạo Phật nói đến sự xây dựng tu tập bản thân. Và đây là một vấn đề lớn, mặc dù có những điểm mà chúng ta nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, nhưng mà vẫn quan trọng đến như thế bao nhiêu. Bây giờ thưa quý vị, bài kinh này vẫn còn có nhiều đoạn rất là dài, chúng ta sẽ tiếp tục trong lại trở lại trong những buổi học tới. Riêng ngày hôm nay thì chúng ta chỉ học có hai phần đọc, sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phúc Trà Râm Ma. Kính thưa quý vị giảng sư, đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, con Thanh Thủy thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính trương chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đầu quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ox, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
giờ cái